Hello các bạn, chào bạn, mà trở lại với fanpage và kênh YouTube của Hoàng Giang TV. Thì hôm nay tiếp tục trong quá trình đi chia sẻ các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm làm môi giới bất động sản, thì mình chia sẻ một cái chủ đề rất là hấp dẫn và cần thiết cho các bạn làm sale bất động sản mọi người nha. Thì chắc chắn cái chủ đề này thì rất là có ích cho mọi người đó. Thì trước khi xem video thì thể hiện tình cảm mình, thúc đẩy động lực cho mình, thì mình đừng quên like, subscribe kênh YouTube, like, chia sẻ video này, đăng đưa nút quả chuông để nhận video mới nhé. Đó, mọi người nhé, làm đi, cho mọi người 10 giây đấy để tạo động lực cho tôi ra thêm nhiều video tích cực hơn, giúp cho cộng đồng anh em làm môi giới bất động sản được tốt hơn, tạo thu nhập nhiều hơn, đúng không ạ? Ok, bắt đầu chia sẻ nhé. Thứ nhất là một trong những câu hỏi mà khi đi đào tạo học viên hoặc đào tạo sale môi giới bất động sản thì tôi hay đặt cho mọi người nhất là khi bán bất động sản thì làm việc với bên bán và bên mua thì các em thấy được là bên nào là quan trọng hơn bên nào quan trọng nhất đấy. Thì đa phần các em sale môi giới bất động sản thì đều trả lời với tôi rằng là bên mua lúc nào quan trọng hơn bên bán. Có phải đây là một câu trả lời chính xác hay không mọi người nhé? Thì bản thân tôi thấy rằng cái câu trả lời này hoàn toàn không đúng cho lắm. Tại vì khi trong tay chúng ta có một list khách hàng nhiều nhưng sản phẩm không tốt, sản phẩm không chất lượng thì hoàn toàn chúng ta không có giao dịch, đúng không ạ? Cho nên ở đây là chúng ta trả lời là khách hàng mua là người quan trọng nhất thì hoàn toàn không đúng trong trường hợp này mọi người nhé. Đấy, cho nên cái quan điểm này khiến cho nhiều bạn ta không có trụ lại lâu trong nghề đó. Chúng ta cứ chăm theo khách hàng và chúng ta không chú trọng đi tìm sản phẩm tốt, không chú trọng kết nối những sản phẩm tốt mọi người nhé. Thế thì tại vì về đây bây giờ thì chúng ta làm việc thì chủ yếu qua công cụ online, chúng ta rất là cần khách hàng, mỗi chúng ta rất là cần nhiều khách hàng, nhưng tại sao chúng ta không nghĩ rằng là khi chúng ta có sản phẩm tốt, chúng ta rao tin, chúng ta kết nối thì tự động khách hàng sẽ xem cái sản phẩm đó ok để họ tự kết nối với mình đó, mọi người chúng ta không nghĩ như vậy đi người nhé. Đó thì sau đây tôi xin chia sẻ cho tôi nhưng là thế nào là một cái sản phẩm bất động sản tốt khi đưa đến tay khách hàng mọi người nhé. Thì tôi chia sẻ thì các bạn có giấy bút thì các bạn có thể mang ra, tạm dừng video này, mang ra để ghi mọi người nhé, ghi chép lại để nhớ. Tôi đã ghi chép rồi nè, bây giờ tôi chia sẻ cho mọi người thôi. Đó thì một sản phẩm tốt ban đầu là giá, đúng không ạ? Nó đúng là giá cũng phải rẻ thị trường từ 10-15%. Thì so với thời điểm hiện tại ở thị trường Nha Trang và cũng như thị trường bất động sản Việt Nam thì bất động sản đang đi lên ngang. Đó thì những sản phẩm bất động sản mà có giá thấp hơn thị trường khoảng 15% là những sản phẩm mà được khách hàng kết nối và ưu tiên rất là nhiều, được tìm đến nhé. Được trong khu vực đó chúng ta đang bán đất với giá là khoảng 20 triệu mét vuông thì những sản phẩm mà dao động từ khoảng 16 đến 18 triệu mét vuông là những sản phẩm mà được mọi người chú trọng nhất và để ý nhất đó. Giá dịch đang là 20 nhưng có sản phẩm mà 16, 18 là ok, chúng ta sẽ được chú ý đến liền đó. Chúng ta đừng lấy giá theo cảm tính mọi người nha, chúng ta căn cứ thị trường đó là sản phẩm tốt đấy. Giá gì thì đơn giản mà chúng ta thấy là nhờ các bạn môi giới đó, hay là chúng ta hỏi những người dân xung quanh cái sản phẩm đó là đó, anh chị bán nhà thì muốn bán giá thế nào đấy, chúng ta biết được cái giá rồi và do đó chúng ta căn cứ được cái giá đó tốt hay không tốt đó mọi người nha. Là cái bước thứ nhất là giá của sản phẩm mọi người nha. Rồi cái bước thứ hai là vị trí. Thì một trong những bậc thầy về bất động sản của thế giới chính là Donald Trump, mà gọi là bất động sản đẹp chính là vị trí đẹp đấy. Ông ấy thì quan điểm như vậy đó. Thì có ba nguyên nhân dẫn đến một cái bất động sản thành công là vị trí để Donald Trump được nói như vậy đấy. Thì ở đây là cái yếu tố vị trí thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái bất động sản chúng ta sử dụng là đầu tư đó. Nếu đầu tư thì chúng ta phải yêu cầu đường thông hệ thoáng mọi người nhá, đường lớn càng tốt, ô tô có thể quay đầu được và thứ nhất là không phải vào hẻm cụt đó. Còn với sản phẩm sử dụng thì vị trí quan trọng, nó liên quan đến công việc này, liên quan đến đời sống của gia đình chúng ta. Đấy, nên ngoài giá tốt thì chúng ta phải cần vị trí tốt nữa. Chúng ta ví dụ nhà chúng ta có ô tô thì chúng ta không thể chấp nhận mua những sản phẩm rất là rẻ nhưng mà nằm trong hàng xe máy, đúng không các bạn? Đấy, chúng ta phải mua phù hợp với điều kiện gia đình của chúng ta. Đấy, đó chính là cái vị trí mọi người nha. Rồi cái thứ ba là cái sản phẩm đó, nhìn phải đẹp bắt mắt. Thì cái việc này thì rất là quan trọng với các bạn môi giới khi chúng ta đi nhận sản phẩm đó. Chúng ta phải tư vấn cho chủ nhà đấy,
Dụ rồi, còn đối với trường hợp đất thì khi anh chị muốn bán cái lô đất đó mà muốn bán được nhanh á, thứ nhất là anh chị phải cải tạo lại mặt bằng lô đất. Ví dụ trên đất có những căn nhà cũ nhá thì chúng ta nên tư vấn cho quý chủ đất là chúng ta phá luôn, san phẳng luôn, chúng ta cải tạo bằng thật là đẹp để cho người mua ra tới ta nhìn nhận được cái tổng quan, nhìn nhận được cái điểm đặc biệt của đất đó. Rồi ví dụ trên đất thì có cỏ có rác thì chúng ta phải nói bên chủ nhà họ sẽ cho người phát cỏ, dọn cỏ đi, lối vào làm thật là đẹp và gọi là sáng sủa mọi người nhé, đừng có um tùm quá thì liên quan đến việc cảm xúc người mua, người ta nhìn vào người ta không có thiện cảm ấy đó. Còn đừng đối với người là bán nhà thì chúng ta chú trọng cái việc mà khi chúng ta có ý định bán căn nhà đó thì chúng ta phải sửa sang lại, tư vấn cho người chủ nhà sửa sang lại, sơn lại, chống thấm chống giọt lại, cải tạo lại căn nhà trước khi bán ra thì chắc chắn căn nhà đó thì trước sau cũng sẽ được bán nhanh hơn các căn nhà hiện tại trên cái thị trường thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta mua để ở hoặc là chúng ta đi mua hàng thì mình cảm xúc của chúng ta rất là nhiều đấy. Nhìn căn nhà đẹp sạch sẽ chúng ta muốn mua hơn là mình nhìn căn nhà cũ, đúng không ạ? Đó là cái bước thứ ba là chúng ta phải sản phẩm đẹp và được nâng giá trị lên, sửa chữa bắt mắt lên mọi người nha. Rồi cái thứ tư là cái phần này cực kỳ quan trọng đây, chính là cái phần pháp lý. Pháp lý của bất động sản thì đóng vai trò rất quan trọng trong việc mua bán đó. Chúng ta phải kiểm tra xem cái bất động sản này hiện tại là có bị quy hoạch hay không, có tranh chấp với ai hay không đó, có nợ xấu ngân hàng hay là có ra tòa án hay không mọi người nhé. Mà ví dụ khi chúng ta tìm được cái sản phẩm mà giá rẻ nhưng mà pháp lý có vấn đề thì chúng ta cũng phải đặt câu hỏi mọi người nhé, kiểm tra cho kỹ trước khi xuống tiền, rất là quan trọng đấy. Có cái phần pháp lý đó, chúng ta hãy dành thời gian đi tìm hiểu cái phần pháp lý của sản phẩm này. Khi chúng ta ok mọi thứ, chúng ta xin mượn cái sổ đỏ photo hoặc là chụp hình cái sổ gốc, chúng ta lên các cơ quan đất đai chúng ta kiểm tra cho thật là kỹ nha. Cái phần đó là phần thứ tư. Rồi thứ năm mà cũng quan trọng lắm đây là chúng ta phải, chúng ta là người đi mua đó, các bạn sale này, chúng ta là người khách hàng đi mua thì chúng ta phải tìm được những người cần bán người nha, chứ không phải là gặp những người mà tôi thích thì tôi bán, lúc có khách trả giá thì chúng ta lại nâng giá lên, nó không phải. Chúng ta là tìm những khách hàng đi mua thì chúng ta phải gặp những người cần bán và bán trong khoảng thời gian bao nhiêu đó, với cái giá thế nào mọi người nha. Các bạn sẽ nhớ cái điều này, phải gặp người cần bán những người cần mua đấy đó. Đó thì đây, trên đây là năm cái yếu tố mà gọi là sự tự cần thiết các bạn sale bất động sản thì chúng ta phải nắm được, chúng ta tư vấn cho phía chủ nhà là trong quá trình đi tìm sản phẩm mọi người nhé. Đấy thì mình rút rút lại là để có một cái sản phẩm bất động sản tốt á thì người hành nghề môi giới địa ốc á thì phải có thời gian để chúng ta tìm hiểu này, nghiên cứu này, đánh giá và thương lượng tư vấn cái giá cho chủ nhà đó, và sau đó chúng ta đưa đến cái người mà cần mua đấy. Thì chúng ta muốn thành công trong cái việc này chúng ta phải có đa dạng sản phẩm đây, đa dạng đâu không phải là tràn lan mọi người nhé. Ví dụ chúng ta có 3 năm sản phẩm giống nhau thôi, xem nhau thì chúng ta mới dễ bán, chứ không một lúc chúng ta cho khách hàng xem được 10 sản phẩm đó, thì chúng ta không thể bán được đâu mọi người nhé. Rồi thứ hai là chúng ta không để tụt mất cơ hội vì chúng ta có cái hàng thiện chí mọi người nhé. Đó rồi, nên nhớ này, thì người môi giới chúng tôi hay truyền tai nhau là không để bỏ sót một cuộc điện thoại hoặc một cơ hội nào cả đó. Hãy quy các cái cuộc gọi khách hàng ra thành tiền rồi nhé, chia đều ra đó. Thời gian đi tìm sản phẩm của chuyên viên môi giới lúc nào cũng chiếm 1/2 lịch làm việc một ngày đó. Nói chung là chúng ta khoảng 10 tiếng thì chúng ta mất 5 tiếng tìm kiếm sản phẩm, đi thực tế này, tìm kiếm trên mạng này, kết nối anh em môi giới này đó mọi người nha. Đó, hy vọng những trước thêm là những kiến thức trên phù hợp với mọi người, giúp ích cho mọi người. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ video này mọi người nha. Đăng ký vào nút quả chuông này này, đấy, quả chuông ấy. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại những các video tiếp theo. Bye bye.